Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây hoa lan mua về. Cây sẽ dần thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, phát triển mạnh mẽ hơn trước khi chúng ta cấy vào chậu mới. Khi chúng ta đem về, cây đã quen với chất trồng cũ, chưa kịp thích nghi với môi trường mới. Để tránh cho cây bị sốc và dần thích nghi với môi trường mới được nhanh hơn, các bạn ngưng tưới nước cho cây trong khoảng thời gian 1 tuần. Bộ rễ có thể bị mất nước, teo tóp lại, nhưng các bạn yên tâm. Khi chúng ta cung cấp một lượng nước vừa đủ ẩm, cây sẽ phát triển trở lại và thích nghi với môi trường mới được nhanh hơn. Chúng ta hãy sử dụng những phần sữa tươi không đường còn thừa, sẽ cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất như là canxi, kali, phốt pho và magie. Các bạn sử dụng một thìa nhỏ, cho vào nửa lít nước. Mình sẽ khuấy đều lên. Sau đó hãy cung cấp cho chậu cây 2 tuần một lần. Sau đó hãy sử dụng một phần sữa. Và 2 phần nước. Các bạn sẽ lau đều lên các chiếc lá. Các bạn lại tiếp tục đặt cây ở nơi mát, có ánh sáng. Khi chúng ta làm điều này, những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Các bạn không cần phải cắt bỏ những chiếc rễ khô ra khỏi cây. 2 tuần tiếp theo, chúng ta vẫn dùng nước sữa tươi không đường và tưới nước vừa đủ ẩm cho cây. Đây là chậu hoa lan. Mình đã thực hiện thành công với phương pháp này. Sau khoảng thời gian 1 tháng, những chiếc lá đã rất xanh tươi, cứng cáp và khỏe mạnh. Rễ đã phát triển rất nhanh và làm biến dạng chậu nhựa. Khi các bạn thực hiện phương pháp này, sẽ giúp cây dần thích nghi với môi trường mới được nhanh hơn. Những chiếc rễ mới phát triển rất nhanh. Giai đoạn này, chúng ta nên cấy vào chậu mới. Cây sẽ rất nhanh phát triển. Bây giờ là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để chúng ta cấy vào chậu mới. Như các bạn đã thấy, những chiếc rễ phát triển rất tốt. Những chiếc rễ khô này
mình cũng đã không cắt ra khỏi cây. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ bớt những chất trồng cũ ra khỏi cây. Sữa tươi không đường sẽ giúp cho các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển, và điều này sẽ giúp cho bộ rễ của cây luôn được bảo vệ tốt hơn. Như các bạn đã thấy, những chiếc rễ khô này khi mình áp dụng phương pháp vẫn để nguyên, nhưng đến thời điểm này chúng ta cần phải cắt bỏ ra khỏi cây. Rễ mới đã phát triển rất tốt. Chúng ta giữ lại một phần rêu để giúp cho chậu cây giữ ẩm. Sẽ trồng lại với vỏ thông. Các bạn hãy để cho phần gốc của cây nhô lên khỏi mặt chậu. Sau đó hãy cung cấp một lượng nước vừa đủ ẩm cho chậu cây. Với cách làm này, cây sẽ tăng trưởng và thích nghi với môi trường mới rất nhanh. Các bạn sẽ không phải lo cây chúng ta mua về cấy vào chậu mới sẽ bị sốc và không phát triển được. Sau đó hãy sử dụng phần sữa thừa còn lại cung cấp cho chậu cây. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.